trong cái lúc mà con ngồi để con suy nghĩ, con nghĩ nó giữ cái tâm cũng như cục đất, như cục đất đó. Cái gì người ta đổ lên và người ta đào, người ta trồng cây, người ta lói lên đủ thứ hết, mình cũng chẳng có động tâm gì hết. Đó là tâm như cục đất là như vậy đó, có phải không? Dạ. Có nghĩa là cái tâm nó không còn khen cũng không chê, nó cũng không mừng, chê cũng không buồn. Dạ. Đổ già cũng không mừng. Yeah, đổ đồ dơ cũng không buộc. Hay là tâm phải dung chứa hết mọi cái. Dung chứa. Nhưng biết hết. Yeah. Chứ không phải như đất mà nó không biết. Mà chỉ biết hết nhưng mà dung chứa hết. Cái trạng thái đó thì như đất nhưng nó vẫn biết hết. Cái ý như vậy. Chứ không khéo mà tu đất thiệt đó rồi nó không biết gì hết nữa, nó như cây đá là tu chứ. Nói đất chứ mà đất này là đất kim cương hả, đất vàng hả, nó còn biết thiện hả. Ai nói ác nó cũng biết, mà nói thiện cũng biết, nhưng mà nó không biết mặt nó thôi. Nhưng nó không làm khổ ai hết. Thật ra cái đất của mình là cái đất quý mà. Chứ không phải là đất, thứ đất này. Đất của mình nó còn biết. Biết mà không giận ai hết. Cái đất này nó không biết thiệt là vô tri. Nhưng mà mình phải làm như cục đất. Biết mà không như đất. Biết mà như đất. Chứ đừng có biết mà không biết gì nữa thì thôi. Đất đó hết rồi, sạc. Đất đó không phải Phật Pháp. Thôi mình tu mình nhớ kỹ. Biết hết rồi. Nhưng mà chữ cũng biết nữa. Mà buồn cũng giận. Vậy là đất. Chứ không phải là đất đó nó không có biết. Còn mình biết. Mà mình cũng buồn. Cho nên mình như đất. Đất mà biết. Cho nên đất kim cương. Cho nên không có gì mà làm bể nó được. Nó thì nó làm bể người ta được hết, chứ không có vật gì mà làm bể nát được. Nó là kim cương. Thứ này rồi chắc có lẽ bữa chủ nhật cũng ngày hôm nay là như thứ sáu đó. Để thầy coi cái băng còn băng nữa, thầy coi nó ở đâu thầy tìm. Dạ, nếu mà thầy có thì có con bộ thứ này sang cho hết. Dạ, cho hết cho đủ con bộ. Có thì thầy phải nói với Tâm Như. Tụi nó giữ nó. Giữ nó, lưu trữ nó, tâm như Tâm như cô Châu là mấy người là họ coi như họ giữ tài liệu thầy lại sau khi thầy có chết rồi đó, thì họ giữ cái đó để mà họ lưu truyền. Chứ còn thầy mà chết rồi mất tiêu. Bởi vậy thầy cũng phải giữ vậy trước rồi. Giao hết. Sách của thầy này viết rồi thì tụi nó lưu trong uy tín hết, đứa nào là cũng lưu hết. Lưu vào đĩa rồi chứ cách gì làm là đi. Thầy cũng lo được vậy thì cũng có nó rảnh của mình này. Vậy có tụi nó giữ gì. Nó quyện nó giữ mà. Nó dặn mấy đứa con nó, mấy đứa giờ nó còn nhỏ đi học nó. Tụi nó về nó lưu giữ mà. Nó thấy thầy tập học nào xong rồi nó lấy đĩa nó sang, nó đem dưới nó sang vô uy tín nó lưu lại hết. Rồi cô Châu rồi cổ còn xin thầy để cổ cho lên uy tín internet tiền sang là quảng quốc. Dạ, dạ cái đó tốt đó thầy. Bữa hồi ông có ông Bình đó thầy. Hôm trước ông có viết thơ qua, ông nói là nếu mà thầy cho phép á thì nếu cần, nếu có thì gửi qua cho ổng. Ổng ở bển dễ thầy, còn lên internet thì ở đâu thầy cũng biết đó. Ở bên Canada, Mỹ gì đó, nhỏ cái đúng cái tuần số đó là nó cũng lên hết. Họ coi như là họ coi nguyên một bộ kinh của họ hết mọi thứ. Dạ, dạ. Cái đó thầy chỉnh lại hết thì mới được. Để chỉnh lại hết á. Coi như bây giờ chỉnh xong rồi, bắt đầu đó là thầy ở đây thì in ra sách. Còn ở đó thì cho lên internet. Cái đó là tự con ta coi. Ta coi rồi ta muốn in là. Nhưng mà như vậy thì mình khỏi đem đi tài liệu đó đi. Đó thì chuyển đi thôi. Nó tự máy nó chịu. Dễ dễ hơn. Yeah. Ở bên đó là người ta in ra. Bởi vì lên vi tính rồi thì ở bên đó người ta chỉ in thôi. Yeah. Người ta in ra cái thì bắt đầu cũng có biết.
Dạ. Đi tùm lum đó. Bây giờ cái thông tin bây giờ nó đặc đáng quá. Dạ, hay quá. Cho nên hôm rày thì thầy cô Châu cũng nói để cô xin cô lên internet cô tìm đi. Dạ. Ở bên đó thì mấy người ở bên Mỹ thì họ cũng xin thầy chú Thạch rồi đó. Dạ. Mấy người cư sĩ trong cái nhóm đó 15 người, 4 người đó. Dạ. Họ họp nhau bây giờ họ đã lên vi tính cái địa chỉ của họ. Họ gửi thơ qua bên đây bằng vi tính luôn á. Dạ. Và gửi thơ bên bằng cô bằng email. Coi như mình bấm cái thì nó có cái bức thơ ở trên cái máy của mình. Dạ. Cho in ra. Dạ. Cho in ví dụ mình bấm ra đó, bấm cái địa chỉ cái số email của bên đó. Đánh người ta bởi người ta tự nhiên ta mở ra. Ta mở ra ta thấy. Dạ. Hay quá. Đó đọc. Dạ. À, cái vấn đề đó thì ở đây thì cô Châu cô xin cổ làm cái nhiệm vụ truyền. Dạ. Truyền tin đó. Dạ. Như là thông tin cho thế giới. Dạ. Chừng nào mà cậu mà thầy cho phép á, thầy cho con biết. Dạ. Con nói với ông bệnh ở bệnh. Cảm bấm làm cho anh thấy coi như là ít hơn cái cuốn một thầy mà lần lượt thầy cho cuốn một trước vậy hả thầy. Cuốn một này coi xong rồi thầy với chú Thu này kiểm điểm xong rồi nó bắt đầu thì cho lưu vô cái đĩa đó thì gửi gì dưới. Yeah. Cái gì dưới cái cô Châu có đem cái đĩa đó cô cho lên vi tính của chuyển sang qua internet. Dạ. Chừng nào tới đó có thầy cho con biết. Yeah, mình báo tình báo ra bên kia bấm nút cái đấy. Mấy con sẽ đọc tới cái cuốn một mà thầy chỉnh lại xúc động. Dạ. Đọc nghe thầy chỉnh lại những cái bài đó. Đó thầy trả lời cho mấy đứa học trò của mình thì trả lời phát gọn cho nó tu thôi. Dạ. Sợ nó lặp động. Dạ. Nó nói nhiều. Còn bây giờ thì nó đã thành sách rồi. Dạ. Câu hỏi của nó là một cái bài pháp. Dạ. Nói nó hết đầy đủ. Mình cũng dựa vào câu hỏi. Dựa vào câu hỏi đó. Dạ, mình diễn giải nhiều hơn. Diễn ra nhiều hơn. Dạ. Để cho nó thâm sâu hơn, nó rõ cái lý của câu hỏi đó. Dạ. Câu hỏi đó nó tắt để cho nó biết cái đó nó áp dụng tu thôi, đừng có nghĩ nào nhiều. Dạ. Giờ nó phải quảng bá rộng hơn, làm cho nó thấu suốt được cái chỗ đó. Dạ. Nhưng khi nó ngắn quá, nó không hiểu thì nó hỏi lại mình. Yeah. Còn người khác họ bí. Dạ. Ngắn quá đâu mà hiểu được. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái này người khác coi thì hiểu suốt luôn. Hiểu suốt luôn. Bởi vì mình giải thích, mình chứng minh, mình ví dụ nhiều cụ thể. Dạ. Yeah. Để người ta nhận ra được cái chỗ đó. Dạ. Yeah. Rồi có những cái bài kinh của Phật. Yeah. Cái bài kinh của Phật mình rút ra mình đưa vô để chứng minh đó là cái lời của Đức Phật dạy cho nó. Mình chấp nhận cái gì. Ví dụ như có ba loại thần thông biến hóa, thần thông kiến thiết và thần thông giáo hóa. Yeah. Ba loại thì Đức Phật chấp nhận là thần thông biến hóa là tàng biến hóa tiêu mây gió bay trên trời, đó là thần thông biến hóa. Yeah. Rồi thần thông kiến thiết là cũng như sư bây giờ tâm niệm sư thở thầy ngồi đây thì biết hết. Yeah. Là người đó nhập tới cái định gì mà biết được cái chỗ đó. Yeah. Để cho họ xác định được cái chỗ cái định mà nhập. Ừ. Hay lắm cái bài kinh đưa ra cho họ biết đó. Cái đó nằm trong kinh nào? Kinh nằm trong kinh Tăng Chi. Tăng Chi. Thành ra những cái bài kinh đó thầy kê ra thầy đưa cái số trang là thầy ghi là kỹ để sau này người ta lấy ra một cái nguồn nào cũng được. Để biết một cái chỗ mà dạy của thầy, đồng thời cái chỗ mà thầy đã giải thích. Yeah. Thầy không có làm sai vào chỗ nào. Nó cụ thể qua những cái bài mà thầy trả lời. Cái giá trị của cái cuốn kinh mà tập 1 đó, trước khi con đọc đó, thì nó có 1, bây giờ nó gấp tới 10. Vậy nó phải tăng lên như vậy. Nghĩa là cái giá trị của nó phải tăng lên như vậy. Nhưng mà ở đây mình cũng phải thô thôn ít trước hả thầy? Thôi tôi. Dạ. Thôi tôi coi như là tôi cũng thô thôn cũng 200 cuốn. Thôi vậy à? Để gửi cho người kia. Mà mình thô thô ở nhà hay mình gửi tiệm? Phải gửi tiệm, máy mình thô thô nổi 200. Đúng. Với một số tôi vậy nó cũng ảnh hưởng máy cũng ảnh hưởng máy mà để mình sử dụng cái cần thiết giờ đúng còn những cái không cần thiết thì đưa máy
tôi thôi. Dạ. Yeah. Hơn nữa mình chúng tôi vậy cũng giúp cho người ta cũng có cơ hội. Dạ. Yeah. Người ta làm, yeah, người ta cũng kiếm ăn mà vậy thấy kiếm ăn không có nhiều. Dạ. Mình một trang giấy mà nó in photo hai mặt nó lấy mình có 100 mấy. Dạ. Yeah. Mình photo rồi mình biết nó không có lời. Dạ. Yeah. Yeah. Chắc nhờ nó mua nhiều. Nó nhiều giữa máy nó lớn, máy lớn. Dạ. Yeah. Nó in. Cái mực của nó nếu mà nó mua cái loại mực đắt thì không có tiền, nó mới dẫn nó. Dạ. Nó mới có làm chứ mà người kia rồi, người kia một ống mực hấp 100. Dạ. Thì thử là ra có cái loại. Còn cái mực mà nó đổ vô nó ấy là cái mực của cái túi, cái bọc nylon lông vậy. Dạ. Nó bán một túi vậy 40-50. Dạ. Thành ra nó vô tổ kiếm hấp. Chứ còn mua nguyên một ống mực mà tụi nó mà đi của máy. Dạ, mà vô máy. Vô máy. Vô máy. 500-600. Yeah. Gần 1 triệu bạc. Thì làm sao mà nó cô tô làm sao nó có ăn được. Yeah. Lại là mực nó tốt. Yeah. Còn cái mực kia thì nó cái lại nó dởm hơn. Yeah. Nên nó làm mực mỹ long nó có. Yeah. Vậy nó mới kiếm ăn được. Bởi vì thằng nghĩ thì thương. Yeah. Làm sao mà tìm cách gì giúp nó có nghề gì mà nó sống, ta tìm cái nghề ta sống. Bây giờ người nào mà thứ làm ăn được thì cái họ cũng ra họ làm. Dạ, yeah, nó cạnh tranh. Cạnh tranh. Chết. Thế nó buôn bán rồi cũng vậy, thấy nhiều quá. Cái sao mà nó buôn khó khăn. Bởi vì coi vậy chứ khó sống lắm. Dạ. Nhưng mà thầy nói hôm trước, thầy nói thầy có tổ chức cái vụ cho mấy người ở cư sĩ ở thành phố bán quán cơm ở đường nào? Ở đường phải được trình thế từ nào mà xuống cái chỗ mà chỗ nhà rồng mà chỗ mà Bác Hồ mà cái nhà mà chỗ Bác Hồ hồi đi đó chỗ nhà rồng đó. Dạ, dạ. Thì mình qua cái cầu đó mình xuống trước giờ có cái tiệm con trai, nó tổ chức cái tiệm con trai đó. Dạ. Ở gần bến nhà rồng đó. Bến nhà rồng. Dạ. Hả? Đường đó mà biết được đường Minh Thế, đường Minh Thế được gì đó. Người ta nó tổ chức cái tiệm con trai đó, nó buôn bán nó cũng đỡ. Rồi bây giờ thì nó tổ chức cái nhà máy nước khoáng thiên nhiên đó. Dạ. Ở trên Bình Dương này, nó xin phép rồi xong rồi. Yeah. Giờ nó xuất tiến nó làm. Đặt ở Bình Dương. Đặt ở Bình Dương. Yeah. Còn nó xin làm một cái nhà máy, cái công ty mà để làm đĩa vi tính. Yeah. Để mà cạnh tranh với các cái nhà máy vi tính giá thì thấy sợ. Dạ. Yeah. Giờ nó định nó làm cái đó. Thầy nói thì coi làm thì mình làm gì. Cái lợi tức đó thì không phải gì cá nhân cho mình, vì cái lợi ích cho con người khác là cái bệnh viện cho mình thấy cái lợi tức đó mình. Nói chung thì thầy thì cũng không có làm việc gì được, mình chỉ có cứu rồi. Tụi nó là cư sĩ, nó đứng ra nó làm. Mà không biết thành công hay mình thất bại thì cũng vui. Thấy tiệm con trai thì nó làm rồi. Nhà bán buôn thì thấy cũng đỡ rồi. Còn cái nhà máy thì coi như nó sai. Sau thì đi đặt cái chỗ mà làm chai nhựa đó. Yeah. Để lấy nước vô. Nước vô. Rồi lo chai lo này kia được thứ đó. Bây giờ thì chuyện nào thì cũng là thu được số nhân công, giải quyết trách nhiệm được nó. Thôi kể nó. Thì nó cũng tùy duyên. Yeah. Rồi nó có mua cái nhà để làm cái bệnh viện nữa. Nhưng mà thầy nó khoan nữa. Từ định mua ở đâu chứ không phải là ở con, nó không phải ngoài đó, tính ở ngoài đó là nó có cái nhà nó mời thì về ra ngoài đó ở rồi. Dạ. Vì ở rồi. À, ở rồi nó sợ ra ngoài đó sau này làm cái khu yên cư nó sẽ được đặt. Chí nói như vậy thầy nó thôi tùy theo cái phước báo tới đâu thì mấy con làm cái giường thầy tới đó mà. Dạ. Thầy đặt tâm mà lo cái chuyện của mấy con hả thầy, không có nổi. Đúng rồi. Dạ. Thôi thầy mơ bớt rồi con còn khỏe, thầy đi đâu thầy ráng đi cho con theo. Thì ráng theo thầy. Thầy còn mạnh khỏe thì đâu thầy dẫn theo ráng được. Ừ, cảm ơn thầy. Coi như nó cất nhà rồi, nó xong rồi thì dắt. Dạ. Rồi thầy đi ra ngoài đó thì chắc đệ tử thầy đi hết á. Dạ, ở đây hả? Ở đây cứ nào cũng muốn đi theo thầy. Ừ. Thầy ở đây thì nó bỏ thầy đi nó đi. Kệ đi luôn cho nó vui.
với mấy cô này cũng lo, cũng lo cũng quen rồi đó thầy, với mấy người lạ vô thấy cũng khó. À, ở đây thầy cũng nhận cô Út dữ lắm, mặt lại người nào đáng cho người ta gặp thầy thì cũng cho, không thì cứ giữ lại cho vô hết thì thầy cũng mệt lắm. Lúc người nào cũng vô thì nó ngồi cái xóm này mà cô ở cả nó vô nó tiếp, nó không biết thầy tu cái kiểu nào. Bà con xung quanh đây này nhớ không có ai mà được gặp thầy hết, là tại vì họ phải là người tu, họ tò mò đi tìm kiếm mà rồi họ nói chuyện tầm bậy, thành ra mình tiếp họ mệt lắm. Cho nên cô Út cũng cản dữ. Xóm này, xóm này nè, bà con ơi, nghĩa là lớn nhỏ già cả bé lớn thì cũng mong gặp thầy. Nhưng mà gặp thầy để mà gặp thì hiểu rồi, không phải, không phải là không muốn gặp để mà tu, không phải tu, họ chỉ không biết ông tu như thế nào. Ở đây bà con ai cũng biết thầy hết, nhưng mà không biết ông tu sao hết. Lùng tu cho mình chùa gì đâu mà thấy nó không giống chùa, không giống ai. Là chùa ta thì gặp gì rạch rõ chùa gì cũng bán tụng gì hết, người ta thì cũng vẫn teo teo à. Bởi vì mấy người họ đâu có gì, mấy ngàn năm rồi tin là đến đại thừa người ta làm vùng ben lên, còn người quen rồi, họ thành quen rồi, họ thấy thầy lạ thì cái chùa này được. Cái chùa không phải cái chùa, và cái chùa này mới là thật, cái theo ý của Phật thầy. Nhà có nhà nhỏ nhỏ cất tầm bảy tầm bả tùng lớn mới đó, không biết cái gì. Họ muốn đi coi lắm. Họ muốn đi vô này coi lắm, cho nên đâu cũng cố mới làm cái cửa giữ đợi nó không vô đó, chứ còn họ đi lừa tu rồi họ đi ngày nào họ cũng đi vô đó, kẻ này người đi qua người đi lại xem coi coi làm cái coi gì, coi mình làm gì mình tu sao họ vô còn khó được lắm. Không biết hôm đó mình làm kinh này nè, nó mới khai làm cái kinh này, trời ơi nó họ đi theo họ từng theo đó mà họ đi vô khu này nó đậm, ngày nào cũng 20-30 người. Từ cái số này rồi số khác đột nhau, nó có đường nó vô, nó xâm chiếm mình. Thì lúc đó tự do là... tự do bị phá đó, phá nhà nước làm đó, tùng theo đó nó vô. Ôi thôi, thầy phải nói với cô Út, nói với mấy người làm kinh đó, khi nào mà làm đó, thì cô lấy trà gai đồ cũng mở ra cho vô làm. Còn không đó, thì để cho cô rào là để người ta đi vô đậm quá. Mấy người mà nhà nước họ làm rồi họ cũng thấy họ cũng đi, họ vô làm thì người ta rần rần người ta đi, ôi, cũng như là đi chợ vậy mà. Họ thấy gì họ cũng tội thì họ cho không có cái việc, không có cái việc mình vô, không có việc vô. Thôi nội cái học sinh thôi mà đi về nó cũng ghé vô đi coi được cái chùa, cái chùa tham mà thở dở quá. Vô coi cái đó là cái chùa ta thì nó đi rầm đi vía tèn len đủ hết rồi. Chùa này nó không có vô được. Nó không có tu kiểu nào, không thấy bỏ bỏ được kinh được cái gì hết. Mới đầu nhà nước họ cũng họ thấy cái chùa kia khác mà chùa này khác, họ cũng nghi ngờ. Nhưng mà sau thời gian họ theo dõi thấy là người tốt, người hành tốt nhất, mấy chùa kia không bằng. Họ ủng hộ. Cho nên mình có yên này chứ còn không có mình không được yên được. Thôi vậy con hãy thăm thầm chút vậy nghe thầm. Thôi vậy để con theo cái này, con tu theo tôi đúng không? Cứ không được, còn coi mà không có kết quả thì nhắc lại thầy. Thế rồi tiên cho mình tu cho nó hợp với cái căn cơ, với hợp với đặc hướng mình tu kết quả. Mình chứ khó chọn cái đặc hướng thôi. Người trẻ thì khác, người già thì khác, người già khác. Cho nên phải giống nhau. Cho nên vào cái tu viện bắt người ta tu chung chung nhau kết quả. Người ta hợp với này, người ta hợp với người ta thích, người ta đi kinh hành được, người đi kinh hành được. Người nào cũng bắt đi kinh hành, người đầu bắt đầu xong thì nó giống y khuôn thứ thì chắc chắn lại là thứ mà thứ. Có người làm được, có người làm được. Thầy. Mà cái đó là cái nguy hiểm, nó không có lợi lạc gì. Cái gì Đức Phật dạy, mình tỉnh để cho mình xả cái tâm, chứ không phải là tỉnh mà lạnh. Thầy sợ cái lạnh.
cái đó nó lặng rồi nó mất. Cái nó không bao giờ mà nó lặng mà nó biết rồi nó lặng cho nó mất. Còn không thì nó lặng, nó sẽ chỉ lặng, nó làm mình thích, nó tạo cái thế ham thích dục. Cái đó mình phải bỏ, Rồi con cũng nghĩ, nhiều điều xấu lắm. Có khi có thể là con nghĩ có thể là mình bị uống thuốc hay bị một ngày có uống bốn lần thấy bởi vì cái thuốc nhất luôn luôn phải uống, mà uống thì là nó sốt được buổi sáng từ từ khi tới sáng nó sốt cái thuốc nó cũng nghe cũng ảnh hưởng nhưng mà nó không sao đâu. Khi mà sức tỉnh mình rồi thì hay mình đủ sức tỉnh rồi thì nó đánh bạc cái đó hết. Vì cái sức tỉnh mình nó còn yếu quá. Nhất là cái đời sống của mình nó bị còn những cái ái kiết sử, rồi nó bị còn những cái duyên thế tục. Nó ràng được khi nó đứt hết thì nó còn thành bữa thì nó tỉnh. Bữa hổ mới này con sau khi mà con trình báo với anh Phúc Nhẫn ở đây buổi thứ hai đó con nghĩ con ngồi nhập cư cương tuần lễ. Nhưng mà cái bữa đó con sư Phúc Nhẫn con viết cái giấy qua mở ra cho sư Phúc Tần để biết con nghe để sắp ấn cho ông chốt con ra ngoài, con đâu có dám ra ngoài đứng ở trong này. Con gặp hơi có cái tổ ngoài đi thẳng trên này vô đưa mấy thùng măng tới con chào con đi vô gõ một máy con nói con chuyện này chuyện kia vậy. Con đứng nó nói chuyện với ổng rồi còn lâu con thấy con ngại quá thầy con xin dứt khoát con vô bởi vì mấy ổng chưa có quen cái lối sống của mình ở đây thôi ổng hay muốn nói chuyện thành ra mà mình không nói thì sợ nó kỳ quá ra mình con ngại quá nếu mà con có gì sơ sót á thầy nhờ thầy chỉ là thầy biết là khi nào mà nó quyết tâm mà nó mình thì giữ đợn rồi quyết định nó đi cho tới đích của nó thì sống trọn một cơ thì mình tránh duyên chứ còn thật ra gặp bạn bè thì nó mình không có mình là con người chứ đâu có cây đá gặp được cái người que quẩy đi thì coi cho được. Bởi vì không là con có nói sư Phúc Nhẫn con nói con ở đây là ổng mà bởi vì cái gì mà câu băng nó xong rồi thôi mà ngày nay tháng rồi câu thôi chứ còn không có làm gì chỉ nói còn nó nói còn đem chuyện người ta ví dụ như vậy nói cái gì nó biết đơn những chuyện như thế nào bởi vì thấy con thấy nó rắc rối vậy đó. Cho nên ông sư mà nói lên bữa đó ông sư hưng biết vậy là sư có hưng hưng thẳng nói với thầy nói chuyện trong chi viện phức tạp quá. Họ quý sư là ăn thịt cũng rụng được cơ thể mà họ chuyện ở trên mây xanh á nó được tôi nói đó được tôi cũng thấy nó buồn hảo quá về đây thấy sao thanh tịnh chút đó thấy nó hảo quá. Mà nếu là một trái nghịch với thiên hạ thì chắc hẳn có chỗ ở. Bởi vì nó thấy cái đó cũng là cái trở ngại được tôi với mình. Ông có nói hiện tại khi cả tổ chức thì nói chung là nó thu hết thì tôi cũng thu hết để cho gieo duyên chứ còn giữ gìn giới luật thanh tịnh để mà tôi giải thoát thì không có. Đúng vậy mà cái số này đông lắm mình đi học hết nhân viên nữa phải không sách của thầy viết ra mấy ông này đọc gì đó thì thôi thầy cái danh từ sách này mà thầy cái danh từ Quán Tu Thích Ca Mâu Ni hay là Nam Mô Ứng Cúng Chánh Giác Tri Minh Hạnh Túc Tuyệt Tệ Thế Gian cái chánh biến cái hồi sau con nghe nói người ta hai tuần là người ta đọc là ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc phải không nào chánh biến tri chánh biến tri quá dạ có minh hạnh túc minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sư vô thượng sư vô thượng sư vô thượng sĩ thiện nữ thượng sư thiên nhân sư Phật Thế Tôn cái chữ chánh biến tri mà ở đây đó này không biết sao thì lộn hay là chánh biến rồi cái phải cái minh tri tri minh đó là cái phải chỗ này mới đúng không? Đó là nam mô bổn sư thích ca và hai nam mô ứng cúng chánh biến tri minh chánh biến tri minh hạnh túc là
tại đánh dấu thật, con thấy nó hơi là vậy. Nói chung là nó đánh dấu thật rồi đó thôi. Chánh biến tri minh, chánh biến tri minh hạnh tốt. Là đánh dấu thật. Còn là như vậy là con đếm nó 11 rồi, cho nó đúng rồi. Bởi vì nó vì chánh biến tri mà giờ nó ngắt ra tri minh nè. Dạ dạ. Chánh biến tri minh hạnh tốt. Minh hạnh tốt. Dạ. Vậy mình bỏ dấu lại. Mình cái đó mình ấy dấu lại. Tại cái hồi mình đánh vi tính. Bây giờ để con về mình dấu lại. Bởi vì cái đó niệm Phật có nghĩa là từng cái chữ nghĩa đó đó, cái hạnh của Đức Phật như thế nào nó thể hiện qua cái danh xưng đó đó. Mà mình đọc cái đó để cho mình thân mình phải giống, cho nên lấy thân niệm Phật. Thân thọ tâm pháp mà. Rồi thọ của mình phải giống cái thọ của Phật đó. Là có những cái danh mình mới niệm Phật, chứ không phải niệm mà niệm cái danh từ. Hiểu. Bởi vậy, nếu mình niệm danh từ xuống thì không có gì. Là cái gì chẳng hạn rồi đó, tới giờ mình không biết, mình cứ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó mình nó không đúng. Nó không đúng. Cách thức đó là cách thức thức chế tâm. À, để cho nó lắng xuống. Nó lắng, chứ không phải là cách thức niệm Phật. Còn niệm Phật để tâm mình nó thanh tịnh, rất là tỉnh mà. Thì mình phải niệm cho giống Phật. Tức là mình phải hiểu được cái nghĩa đó. Phật nói ứng cúng thì mình làm sao cái nghĩa ứng cúng này như thế nào ứng cúng. Không hiểu nghĩa. Vậy thì cái thân của mình làm sao mà cho xứng đáng ứng cúng. Thì gọi là niệm. Như vậy nó mới hiểu được cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Chứ cứ nói niệm giới, nam mô giới hoài thì có ăn thua gì. Niệm giới có nghĩa là giới luật dạng sao mà phải sống cho đúng giới luật. Là niệm giới, niệm tăng, vua hành tăng sống hòa một cái hạnh, đức hạnh thánh tăng như thế nào mà phải sống đúng thì gọi là niệm tăng. Còn niệm pháp, pháp dạy mình phải như lý pháp ý, rồi pháp như lý, rồi pháp đoạn pháp diệt, pháp ngăn ác diệt ác, định niệm hơi thở, tất cả những pháp đó mình luôn mình sống, tức là theo những cái pháp đó sống thì gọi là niệm pháp, chứ không phải nam mô pháp, nam mô pháp đó, nó không có cái gì. Thế giờ mấy ông niệm là niệm nam mô pháp, nam mô Phật, nam mô pháp, nam mô tăng. Ờ đó niệm niệm ba cái luôn, cái niệm lại nam mô Phật, nam mô tăng. Ờ niệm vậy đó, nhập nhò hết luôn. Giờ cũng như mình đọc đó. Đọc á. Cái cách thức đó là cái cách thức chế đọc để cho cái tâm duyên cái đó mà không có niệm khác nữa. Niệm nó đúng. Bởi vì có người ta hiểu sai cái mà niệm, tức là tâm niệm, thân niệm. Niệm của mình làm sao cho cái thân mình giống với Phật với Pháp với Tăng. Vậy mà hãy giống được thì nó là giải thoát, nó thanh tịnh. Cho nên nó gọi là bất tịnh. Nó còn là cái, nó còn là cái ngoại sự thanh tịnh. Nó còn có cô quế bất tịnh. Thưa thầy, rồi thí dụ chuyện con về đó rồi, con định là in cái chuyến số 1 trước được. Hiểu chứ. Nếu mà con có duyên có in con về tính là con khuyên mấy đứa con đó được bao nhiêu hay bao nhiêu, còn bao nhiêu được con ráng con lâu con in, tự con in ra thì con cho bà con coi, cho người ta coi cái quyển thứ nhất trước, thì sau đó ai muốn in đó thì sẽ bỏ tiền ra, sẽ còn lại in cái cuốn sau. Ví dụ như con thì con được 20, cho 20 mà 30 cho. Rồi ai muốn nữa thì góp nhau. Chắc con lên khoảng chục trăm thôi. Thì cái khả năng bởi nghe nói bên đó mắc lắm. Số giờ mắc lắm. Hình như cái này khoảng chục 8 đồng. 8 đô. 8 đô. Trời ơi. Thì hôm trước con có in một quyển cũng giống này. Đó là thầy Khánh Hỷ. Cái cuốn kêu là Con Đường Hạnh Phúc. Của ông Khánh Hỷ với ông Duyên Minh đang ăn hộ. Biết không? Dạ. Con Đường Hạnh Phúc. Con in cái đó là cuốn này á, hôm đầu á, thầy viết á, thì nó đơn sơ thôi. Rồi thầy giao cái tài liệu đó, cái bản thảo cho tụi mấy đứa học sinh nó đánh. Con của Tâm Như này thầy lọc rồi. Còn cái này á, thầy nhuận lại nè, thầy nói nhuận lại thầy với chú Như á. Chú đánh là thầy nhuận lại chú đánh. Có thêm không này? Không có thêm cái gì hết. Nhưng mà nó bỏ ra một đoạn quá dài, chưa có. Tức là nó còn chuyển qua cuốn 2 đó. Cái khúc đó chuyển qua cuốn 2. Còn cái này coi như là thầy chỉ thêm cho nó rõ câu hỏi của người ta cho rõ thôi. Hồi đó thầy chỉ trao đổi để cho cái người mà ở đây tôi như vậy thì mình ráng giữ cái bản này.
bước bản này là bản gốc rồi, bản gốc. Còn kia coi như là những cái bản thảo chưa có hoàn chỉnh. Nhưng mà vì người ta thấy nó hay quá, người ta dội dào. Đáp xuất thầy thôi bây giờ cho. Nó đánh di tính là in ra là phát người cuốn đọc chứ. Cho nên thầy cho, chứ còn thầy nói đây là bản thảo mà. Mới sản thảo một lần, nó chưa có phải chỉnh. Nên bây giờ thầy chỉnh á, thì coi như là thầy chỉnh hoàn tất cái cuốn nào ra cuốn mới. Ví dụ như cuốn này với cuốn 8 hoàn tất. Còn cuốn 2, cuốn 3 sắp sửa thì thầy chỉnh. Bây giờ thầy đang viết. Thầy đang sản thảo cái đạo đức nhân quả, bởi vì cái phần đạo đức. Sau khi cái phần đạo đức nhân quả này cho nó ra cái phần đầu của nó, thì thầy dừng lại. Thầy dừng lại, thầy tiếp tục thì nhận lại cuốn 2, cuốn 3. Rồi cuốn oải, rồi thầy coi lại cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6. Để thầy chỉnh lại cho hết. Thì nó còn dư cái phần nào thì đưa qua cuốn 9, cuốn 10 cho nó toàn bộ là 10 phần. Như vậy cái từ này cả cái từ in rồi đó là để mình in để coi để coi chứ còn xuất bản ra thì chưa xuất chưa thì cái này là hoàn tất rồi, hoàn tất hoàn tất rồi, để không có sửa nữa, ông về cũng in. Cái đó là coi như là trong nguyện con sẽ in, nếu con nó cho thì con đưa thì con hình vô, còn nếu thì con lo dưới cái phần này cũng là cái phần chuyên tu, còn cái phần này là phần đạo đức chung. Bởi vì khi mà thầy soạn thảo cái này sau này thì coi như là in bắt đầu chúng tôi cả ngàn tập thì phát hết, phát cho dân sự cho mọi người đọc để biết đạo đức này. Bây giờ in không được thì mình cứ photo ra mình bởi vì dạy đạo đức không có ảnh hưởng gì nhà nước, mình có bán à, nhưng mà cái này mình gửi in nó cũng được, gửi in cũng được. Vậy mình xin phép thử coi nếu người ta cho nguyên hết á, trọn vẹn hết á, thì mình nên. Thầy tính ra bây giờ mình chỉ photo một phần mình gửi cho bà con những người nào mình cần để cho biết đạo đức cái này. Sau khi nó chừng 4 tập, 5 tập này mình góp lại thành nó một tập dày vậy, mình mới xin phép một lần. Cái mình in ra một tập dày nó đủ từ cái đức về lòng thương yêu của mình, rồi cái về cái đức hạnh mà đặt cái lòng thương yêu đó chẳng đúng cách để nó trở thành cái đạo đức của con mình. Vì cái mục đích của thầy là viết rằng con người hay là con thú vật người nào, cái loài động vật là nào nó cũng có tình thương. Nhưng mà tình thương nó đặt sai hướng mà nó thành trở thành ác. Nó đặt sai hướng. Cũng như ví dụ như một người cha thương con mà đặt sai hướng, thương nó thấy nó bỏ học đi chơi mới rầy mắng nó. Tức là nó vừa làm khổ ông cha rồi nó chửi mắng nó, tức là mình tức nó không nghe lời, nó đi chơi đó. Tức là hai nó đặt cái tình thương nó trật chỗ, cho nên nó vừa làm khổ mình cũng, khi nó bị rầy thì nó cũng buồn khổ chứ đâu phải nó sung sướng gì. Cho nên mình phải dạy như thế nào để cho mình không khổ mà nó không khổ, mà nó trở thành cái người có đạo đức. Cái tức của mình. Cho nên khi mà dạy về tình thương á, thì đầu cái tiên thầy nói tổng quát về tình thương, sau đó thì cái đặt tình thương chứ đúng hướng, đặt tình thương sai hướng, rồi đặt tình thương tương đúng hướng, rồi bổn phận người cha đặt tình thương với con, rồi bổn phận người con đặt tình thương đối với cha mẹ. Đó, những cái bài như vậy cũng rất là dài đạo đức, kỹ lắm á. Cái đó dài lắm à. Dài lắm á, bởi vì mỗi cái bài nó nói rất rõ. Nó đi đặt ở trên cái lộ trình của nhân quả. Mà con biết cái lộ trình nhân quả là cái lời nói của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động thân mình, nó ba chỗ thân miễn ý mà. Mình đặt đúng ở chỗ đó thì nó đem lại hạnh phúc cho mình, không là khổ mình, khổ người. Mà đặt cái tình thương sai là nó trở thành ác hóa, nó sẽ là khổ mình. Nó là cái đạo đức con người, đạo đức nhân bản. Bởi vì nhân bản là con người, nó là động vật sinh ra từ một cái đống rác, từ cái môi trường sống là thầy cho nó là cái đống rác đó. Nó mang ở trên nó cái tình thương chứ nó không có mang cái ác hóa đâu. Nhưng mà cái tình thương của nó đặt sai, nó thành ác. Cho nên nó toàn ở trong cái thiện pháp chứ không phải ác. Bởi vì con thấy những cái lá cây, một đống lá kia, nó đâu có ác ở đâu. Con thấy không? Như cục đất nó đâu có ác đâu. Mình đá nó coi nó có là có chữ mình đâu. Mình có đổ đồ vô nó cũng đâu có buồn, mình có đổ vàng nó cũng đâu có mừng, phải không? Nó đâu có, nó toàn là thiện mà. Nhưng mà đặt sai á thì nó trở thành nguy hiểm vô. Con thấy không? Bởi vì cái đống đất đó mà đặt sai coi chừng nó sụp lở mình á. Có phải không? Mình đặt sai chứ nó đâu có sao. Đó, bởi vì cái tình thương, cái đạo đức của con người là cái hành động nhân quả. Mà hành động nhân quả đặt đúng thì nó hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người.
nó lợi mình lợi người, nó không làm khổ mình của người, gọi là đạo đức nhân bản. Nhân bản đạo đức của một cái loài, một cái loài động vật, mà động vật nào nó cũng có cái đạo đức này. Con thấy con chó nó cũng biết thương con chứ. Nhưng mà nó đặt tình thương sai, khi có món ăn rồi nhiều khi nó cắn con nó. Có nhiều khi con thấy như một con rắn nào có loài vật nó sanh con ra nó thương, nhưng mà nó đói các bạn. Con thấy không? Nó đặt tình thương sai, nó thương con nó chứ không bao giờ đói quá nó thương nó, nó thành nó làm thịt con. Có đúng không? Chứ đâu phải nó không thương là sao nó đẹp. Thương nó nuôi nhớ. Nhưng mà hồi đói quá nó không có còn biết. Thành ra nó đặt thành nó không hết. Thành ra xung quanh nó. Còn con người mình cũng vậy. Nhưng mà đặt mình quá nhiều, gọi là chấp ngã đó. Thì mình hơi cái nó vương vào mình, mà mình làm hại bao nhiêu người khổ. Đúng không? Đây nói đúng không? Nó thực tế và nó cụ thể. Cho nên chúng ta đặt tình thương sai mà nó trở thành vô đạo đức. Cho nên thầy nói đạo đức về lòng thương. Người nào có đạo đức về lòng thương thì không có đặt sai. Mà người nào không có đạo đức thì đặt sai lòng thương. Do đó nó không có đặt được. Vậy mà ngồi viết lại những cái này nó mệt cho nhiều. Phải suy nghĩ viết đó. Tại vì viết cho người ta đọc để hiểu được nó cũng không phải dễ. Cho nên mình phải làm việc hết sức. Cho nên thầy ngồi thầy làm việc hơi nó mệt thôi đi nằm nghỉ. Nghỉ rồi cho nó khỏe, để thư giãn cho nó khỏe cái đầu rồi mới làm việc nữa. Không là thầy thấy đỡ hơn mà con người cũng khỏe. Không sao. Thì con cũng lo theo dõi với ta cái tình trạng sức khỏe của thầy. Nói chung là thầy nếu mà còn khỏe thì viết xong cái bộ đạo đức này, thầy nói thế gian này có một cái đường đi, có một cái đạo đức. Thầy nói con hiểu rồi, thầy viết đạo đức là đạo đức rồi. Vậy đạo đức nhân bản, đạo đức con người. Con người phải có đạo đức chứ đừng nói con người mới vô đạo đức. Tại vì người ta không hiểu, người ta đặt. Bởi vì cái người ăn trộm nó cũng có tình thương, nó không ăn, không có tình thương. À, nó thương vợ, thương con, thương nó mới lấy của người ta, nó nuôi nó chứ. Rồi nó mới giết người ta, nó mới rằng nó nuôi nó thương được chứ. Nhưng mà nó thương, nó đặt không đúng. Cho nên nó làm thành tội ác. Bây giờ nó đi ở tù hoặc tử hình. Đó là cái đặt sai. Nó làm cho nó khổ. Mà nó không biết. Còn bây giờ thầy dạy cho nó đặt cho đúng. Thì nó trở thành người có đạo đức. Thì nó không đặt sai. Nó có thức như vậy đó. Mà từ lâu tới giờ thì thầy biết là ông Phật cũng dạy cái này hay quá. Mà mình không có triển khai được là sợ đụng chạm. Chứ còn cách đây mười mấy hai chục năm mà thầy triển khai, bây giờ thầy hoàn Phật rồi. Thầy sợ nói ra đụng với ông Đại Thừa thì cũng đò đụng các tôn giáo rồi nó phiền. Bây giờ thầy lớn tuổi rồi, thầy sợ không có còn nói, không còn nói kịp nữa. Nó thôi biết. Thì mấy cái này là mấy cuốn sách này là mấy cuốn sách nó thì phá để đưa cái này ra cái đạo đức đó. Nếu mà không phá họ thì đưa đạo đức ra thì không nhầm nhầm. Vì người ta cứ nhìn đó là đúng. Mình không nói không có thế giới siêu hình mà cứ nói có thế giới siêu hình, không có Phật tánh mà cứ nói có Phật tánh, thì người ta cứ tin mà không có người nào nói cái đó đâu, nó thật thì họ cũng tin chứ sao. Cho nên phải nói cho họ biết cái đó có đúng. Để rồi bắt đầu cái này đúng này. Cái tình thương của chúng ta phải thực hiện nó đúng hướng, đừng có đặt sai hướng, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta giải thoát, chứ không phải để kia giải thoát đâu. Bằng chứng mấy người có thấy thật, mấy người kiến tánh rồi, mấy người có thành, mấy người có giải thoát được không? Tâm người còn tham sân si mà. Còn được tình thương tôi đặt đúng chỗ tôi cũng có tham sân si. Tôi đừng có giải ngay cho tôi lần nữa. Tình thương nó từ cái không tham sân si nó dẫn lên. Nó dẫn đi tới cái chỗ này giải thoát, rồi từ đó nó thiền định nó mình sẽ nói ra. Mở đầu cho nó một cái chương trình cho người ta tu, người ta xây dựng người ta đạo đức. Đạo đức xong rồi bắt đầu bây giờ mấy ông thanh tịnh tâm em rồi. Bây giờ mấy ông sống mặc dù cái thanh tịnh tâm nó chưa đạt được, nhưng mà có số người người ta biết được, người ta thấy người ta không làm của mình của người tự cái tâm nó thanh tịnh. Thì những người này người ta hướng dẫn vô thiền định. Thì người ta dẫn dắt nó. Còn giờ người nào cũng như người nào tham sân si nó còn cả lố, cả đống rồi bây giờ bắt họ vô thì sao cho được. Bởi vì con thấy còn trẻ đó thì dễ tu quá, chứ như già như tụi như con thì thấy khó quá, cực lắm, cực. Nếu mà cái này mà mình đã từ cái ngày mình còn trẻ mình có đạo đức, được cha mẹ uốn nắn mình trong cái khuôn đạo đức này rồi, thì tới bây giờ mình tu nó dễ quá. Dễ quá. Giờ cái tâm mình nó thanh tịnh, nó không giận hờn thiền não, tâm như cục đất rồi.
Cái bắt đầu bây giờ chỉ còn hướng tâm vô định chứ có gì. Hồi đó bây giờ mình quân ra những cái gì đâu, thấy cái gì đâu đủ điều, vui lắm đủ thứ. Quân thêm một cái khối, thêm một cái khối khổ rồi. Bây giờ ngồi lại thì thấy nó cái đó nó hiện lên không. Thì con cũng cầu xin thầy, nếu mà con có cái gì sai trái nhờ. Không có sao đâu, thầy rất thương mấy con, là tại vì tuổi già thầy không cảm được cái nỗi già. Thầy biết cái nỗi mấy con có gia đình, còn thầy thì từ nhỏ tới lớn không có gia đình. Mà thầy giúp được cái ứng phước của thầy rất lớn mà. Không có người phụ nữ nào cám dỗ thầy. Không biết thầy đi dạy học nè. Hồi đó thầy ở Bục Đường Vô Đề mà. Ở Chùa Giác Ngộ, ở Ấn Quang mà. Những cái gốc Phật giáo mà. Cho nên thầy đi dạy học nè, rồi thầy đi làm ra tiền, thầy không có ăn của đàn na thí chủ đâu. Họ cúng dường thầy dữ lắm, nhưng mà thầy làm ra lấy cái sức của mình làm ra. Cho nên thầy đi học thì làm ra. Do đó làm sao không có người phụ nữ cám dỗ, nhất là Phật tử ở thành phố mà con biết dữ lắm. Họ nuôi thầy cũng như là chim vậy chứ đi. Nhưng mà cám dỗ thầy không được, là tại vì thầy đã nhìn thấy được cái sự đau khổ của nhiều cặp vợ chồng. Cha mẹ thầy, rồi anh em thầy, rồi dòng họ của thầy, những người có đôi bạn thì kia, thì thấy họ quá khổ. Cái hạnh phúc thì cũng có mà ít, có mà ít. Nó chỉ an ủi cho họ sống ở trong cái cuộc sống khổ, chứ không phải là cái hạnh phúc thật. Vừa thấy họ cười đó, kêu lệ khó khổ. Thầy tuy thấy cái người phụ nữ nó nói chuyện có duyên, cái này kia nó ngọt ngào, thầy nói nó ngọt bây giờ cho mai mốt rồi nó chửi mày. Nó cũng như thay đổi, nó thay đổi dễ. Bây giờ mình có cái địa vị như thế này, mình đi dạy học rồi thì nó ngọt ngào mình. Mai mốt của mình thằng nông dân không làm ra tiền, nó chửi mình gì chứ đừng nói. Cái mặt nó đại càng đẹp chừng nào thì nó hung dữ cái chừng ấy. Bởi vì cái tầm nhìn của thầy hồi lúc còn nhỏ nó đã nhìn như vậy rồi. Cho nên thầy thường thường thầy dạy mấy thầy là nhìn phụ nữ như con rắn độc. Đừng thấy nó đẹp, nó thu hút, nó cám dỗ, cái nhớ của nó độc lắm. Nó đi nó còn lưu lại cái nhớ, nó làm cái đầu mình nó khó yên. Thầy nhờ như vậy mà thầy vượt qua. Chứ hồi đó thầy sống bên Hòa Thượng Thiện Hòa. Rồi sau đó Hòa Thượng Thanh Từ. Thành ra những gương hạnh với người đó thì họ là những gương hạnh tu hành. Dù họ tu không đúng pháp nhưng mà họ là những người gương hạnh. Sống gần cái vực đó thì mình chịu ảnh hưởng hết. Chứ Hòa Thượng Hòa, thầy Hòa Thượng Thanh Từ, bạn bè chứ không. Thiện Hòa nữa là Hòa Thượng Thiện Hòa nói là thầy. Nhưng Hòa Thượng Thiện Hòa bạn bè với Hòa Thượng Thiện Hòa. Hòa Thượng Thanh Từ coi như là cháu thôi, cháu của Hòa Thượng Thiện Hòa. Kêu coi như là kêu Hòa Thượng Thiện Hòa là bằng sư thúc, bằng sư bá gì đó. Hai người này đồng học với nhau, Thiện Hòa với Hòa Thượng Thiện Hòa đồng học với nhau ở vực Huế. Sau đó Hòa Thượng Thanh Từ thì dạy thiền, Hòa Thượng Thiện Hòa tu tịnh độ và làm Phật sự thôi. Hòa Thượng Thiện Hòa thì làm Phó Tăng Thống. Hòa Thượng Thiện Hòa thì còn có về là giám học, rồi là viện trưởng viện hóa đạo của Phật giáo Việt Nam. Rồi dẫn số học trò về Ấn Quang ở, là trong đó có Hòa Thượng Thanh Từ. Đào tạo quý Hòa Thượng để trở thành sau này sứ giả Như Lai đó. Hòa Thượng Thanh Từ cũng là một đào tạo giảng sư đó.